Các bạn ơi, đây là chậu dâu của má mình trồng nè. Đó, nhìn ra một mớ bông luôn ha. Ở xung quanh nè, cái trái nó chắc nụi à. Nhìn cái trái đã chưa. Đó, trời tối rồi nha các bạn. Sắp 9 giờ tối rồi. Còn chút xíu ánh sáng mình ra mình thấy cái chậu dâu này đẹp quá, mình quay cho các bạn xem. Đó, hái trái này nha. Ngon chưa? Rồi, hái hai trái này. Đây một trái nữa nè. Đó, nhìn đẹp chưa? Hấp dẫn ha. Dâu chín thấy đẹp quá chừng. Đó, giờ làm sao? Bỏ trái này xuống. Rồi mới hái hai ba trái kia chứ thôi nó bị dập. Một trái, hai trái, rồi ba trái. Chậu dâu của má mình hái được 4 trái nè. Ngon chưa? Hấp dẫn quá chừng. Đó, tí vô nhà ăn nha. Các bạn ơi, hôm nay nhà má chồng của mình lại có tiệc nữa nè. Thì mỗi lần có tiệc như vậy thì cô bạn của má chồng mình đó hay làm một khay bánh đúc đem tới. Mà mình rất là mê món bánh đúc của cổ làm. Cổ làm ăn rất là ngon các bạn. Thì thấy như vậy mình tranh thủ lấy một cái dĩa sắp bánh đúc vô. Rồi trải một chút xíu mắm tôm. Mắm tôm này thì giả tỏi, ớt, rồi chút xíu đường, chút xíu chanh. Ăn với bánh đúc này thiệt là ngon, ngon lắm á. Thì mình rắc thêm một chút xíu đậu phộng lên nữa nè. Nhìn ngon các bạn ha. Rồi mình sẽ bỏ thêm một chút xíu hành phi. Hành phi ở đây phi hơi vụn một chút xíu nhưng mà ăn rất là ngon đó các bạn. Thì để ra đây, rồi mình sẽ lấy cái nĩa mình ăn thôi các bạn. Thưởng thức món bánh đúc lâu lâu mới được ăn một lần. Ở Mỹ thì không có ai rảnh nhiều để làm bánh đúc thì lâu lâu mình mới được ăn. Nhưng mà bánh đúc cô này là lúc trước cô làm bên Việt Nam đó. Cô bán 20 năm nghề bánh đúc đó các bạn. Bây giờ thì cô qua Mỹ cũng lâu lắm rồi. Giờ chắc cô cũng 60 mấy tuổi rồi đó. Cổ làm ăn rất là đặc biệt, mình rất là mê. Rồi mình đã thử xong rồi đó các bạn. Còn đây là món gỏi của má chồng mình làm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc đậu phộng vô đó. Mợ của mình rắc chứ không phải mình rắc, mình đang đứng quay phim đó. Rắc cho nó ngon hấp dẫn vô rồi chuẩn bị nhập tiệc ăn nha. Ở trong cái món gỏi này thì có bắp cải nè, tai heo, rồi tôm, rồi rau răm đó, chua chua ngọt ngọt, ăn giòn giòn rụm rụm luôn á các bạn. Thì chút xíu nữa nhập tiệc mình sẽ ăn một dĩa nha. Ngon quá, mời các bạn nha. Đó, các bạn gắp đi. Rồi mình sẽ quay qua một món khác. Đây, món cơm chiên. Cũng má chồng mình nấu luôn đó. Giỏi chưa, má chồng mình thiệt là đảm đang ha. Rồi tôm nè, lạp xưởng, rồi đậu Hà Lan, rồi bơ bắp trộn lên rồi chiên lên. Mấy đứa nhỏ thích món này lắm các bạn. Chút nữa mình sẽ múc một bịch ha, đem về để dành ăn. Các bạn thấy gà chiên hấp dẫn chưa? Cánh gà nha các bạn. Đây là cánh gà chứ không phải đùi gà. Thì đang ở trong lò nướng đó, mình dỡ ra cho các bạn xem. Bốc khói nóng hổi ha. Ăn cái này vừa thổi vừa ăn đó, ngon lắm á. Đó, mình chiên xong, hoàn thành xong rồi, mỗi lần mình sắp ăn thì mình bỏ vô lò nướng, mình làm cho nó nhiệt độ nó ấm ấm nóng nóng lên cái mình đem ra ăn, nó rất là ngon. Đó, hấp dẫn quá chừng luôn. Món cánh gà này là mình rất là yêu thích. Mình muốn ăn thì quay phim nha. Ăn rồi. Dạ. Đây có điều đúng không? Có làm á. Dạ. Ôi, gì có
Cái gì đó? Cái gì? Black Berry. Lấy Diễm Lộc bỏ vô. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu hai con chuột lan cho các bạn xem nè. Hai con chuột lan này thì mình mua cũng được 2 tuần rồi đó. Mình nhốt ở ngoài chuồng giống như là mình nuôi thỏ vậy. Đó, chuột lan này thì sống ở ngoài. Hồi nãy mình mới bắt chuột á, thì bây giờ nó giống như là nó đang sợ đó. Rồi đút rau cho chuột ăn đi con. Đó, cho cái kẹp cái này không? Rồi Vi kẹp tóc cho chuột đi. Kẹp được không? Oh yeah, Vi kẹp. À, kẹp đi. Xích ra, bỏ cái ít thôi. Đó, hai con chuột dễ thương chưa? Đó, đứa con gái mình bây giờ kẹp tóc cho con chuột nè. Từ từ để mình quay nè. Đó, mấy đứa nhỏ cứ kẹp tóc cho chuột lan. Đẹp quá. Ồ. Mới chứ con ngày nó hiền, ngày sau con ngày không có hiền. Kẹp con chắc đâu. Nó đi. Để mà kẹp ra nè. Mình muốn kẹp ở trong dầu nữa rồi. Má à. Từ từ. Cái này khó kẹp quá. Kẹp một pin nhỉ. Rồi đẹp quá. Hai con dễ thương quá, hai con này là con cái hết nha các bạn. Đó, mình muốn mua một con đực nhưng mà cái chỗ bán chuột lan này không bán con đực. Hả, kẹp tóc bị vướng nè các bạn. Rồi bây giờ đến lượt cho ăn trái cà chua nha, coi chừng đụng đứt tay. Trái cà chua không? Đó, trái cà chua đó, để xem chuột lan có biết ăn cà chua không. Ăn cỏ rồi còn bụng đâu nữa mà ăn cà chua. Kẻ đi. Má thấy ba con này nó hay hiền hơn. Thôi, không cho ăn cỏ nữa. Lấy lại cỏ ha. Rồi để xem có thích ăn cà chua không. Thôi được rồi Vi. Không thích. Chuột lan đâu có thích kẹp đâu. Má sao con không thích kẹp vậy? Con đen á, tóc nó dài hơn. Các bạn thấy dễ thương chưa? Đó, hôm nay mình hứa là mình sẽ quay chuột lan cho các bạn xem. Thì mình làm video cho các bạn xem nha, cho chuột lan thử mọi rau quả. Mình cắt trái cà chua ra thử chuột có ăn không nha. Đó, coi có ăn không. Có thích ăn Vi, nó không thích kẹp nữa thôi. Thử xem có biết ăn cà chua không. Ăn thử, có biết ăn không. Nó bộ không biết ăn cà chua đó các bạn. Rồi để mình xem thử rau salad. Đó, cho cộng rau salad nè. Có biết ăn salad không? Chuột đi chỗ đây không? Đó. Chuột lan biết ăn salad nè các bạn. Không. Rồi cho mỗi đứa một cái. Ra để cho chuột lan ăn nè. Hello. Trời ơi, mấy ngày hôm nay bà Nga để cho chuột ăn đi con. Nó đụng. Bà Nga không? Mình đố kêu. Rồi coi như là cà chua chuột lan không thích ăn rồi đó các bạn. Rồi Vi thử tới lấy trái chuối đi. Đó, bây giờ hai đứa con gái mình cho chuột lan ăn dưa hấu nè các bạn. Đó, đang gặm dễ thương chưa. Con chuột lan này để chút xíu nữa mình cân lên cho các bạn xem chuột lan nặng bao nhiêu gram nha. Đó, gặm dễ thương chưa. Không ơi, có dễ thương không. Má, sao chuột ngăn hay có cấp dài ngăn hơi sao con chuột này nó không có vậy. Nuôi lớn rồi, từ từ nó lớn tóc nó mới má dài. Má có ngăn còn nhỏ. Còn nhỏ. Đó, đang ăn dưa hấu rồi kẹp tóc nè. Để xem mấy đẹp cấp cho bạn không. Hello chuột lan, cho kẹp tóc tí nghe. Trời ơi, tôi đang ăn dưa hấu mà bà thấy tôi đang gặm không. Tôi gặm như vậy mà bà nỡ lòng nào bà kẹp cái kẹp tóc vô. Trời ơi, không được đâu, tôi không có chịu cái kẹp tóc này đâu. Bà có biết không, tôi đang ăn dưa hấu mà. Trời ơi, nó ngon quá, ngon quá trời luôn. Đó, xuống.
Má à. Đó, ngồi lên bàn ăn cho thoải mái đi, khỏi phải trốn. Có gì đâu trốn. Má không phải cho trốn. Đó. Để xem. Rất luộc. Các bạn thấy chưa, chuột lang này nó thích ăn cái phần trắng, cái phần cứng của trái dưa hấu hơn là cái phần ngọt đó các bạn. Đó. Lá bồ công anh nè, thích lắm. Đó, lá bồ công anh đưa một cái là nhai ngấu nghiến liền các bạn. Mê loại rau bồ công anh nè. Miếng chuột lang đen. Dễ thương chưa các bạn? Đây, 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 đây. Má sao nóng quá vậy? Thấy cái cổ ra không? Rồi các bạn ơi, bây giờ tiếp tục cho hai con chuột lang vô trong cái giỏ trái tim, nhìn dễ thương chưa nè các bạn. Đó, thấy dễ thương chưa? Bưng lên thử ha. Wow, cái này để mình cân coi chuột lang bao nhiêu ký nha. Để sao, ô, chặt chặt chỗ quá, chặt chỗ quá. Xem bao nhiêu ký nè các bạn. Đó, hai con gần 2 ký nha các bạn. Đó, chạy ra một con khoảng 800 gram đó. 800 mấy á, 850 gram. Gần hai con gần 1 ký. Mỗi con gần 1 ký đó các bạn. Mấy nó bỏ xuống giá chơi gì giờ. Hello, hello. Đó, anh chàng thỏ đực bông nè, nhảy ra liền các bạn. Đó, định ăn dưa hấu đó. Ăn dưa hấu đó. Ạ à đi, ạ à rồi cho ăn. À. Nè, nè, trên cao nè. Này cho thỏ mẹ ăn nha, ăn từ từ thôi. Từ từ thủng thỉnh thôi nha. Đó, dễ thương chưa các bạn? Thỏ đen thì đen thù lui không thấy gì hết trơn, thôi vô trong ăn. Vô trong ăn. Đó, dựng lên. Rồi dựng lên cho ăn nè, ba con chụm nhau mà ăn. Dễ thương chưa? Dựng lên cũng bị ngã xuống rồi. Đó. Ra 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 để dựng lên. Treo lên này nè. Hello, trên này nè. Lên này gặm cho nó dễ nè. Đó đó đó, đó. Dữ quá, thỏ bông này hư quá. Hư quá đi thôi. Lên trên này ăn. Hello, hello thỏ bông. Các bạn thấy thỏ ăn dễ thương quá ha. Say mê gặm dưa hấu thơm ngọt nè. Đó. Dưa hấu ở Mỹ khó trồng lắm nha các bạn. Phải nắng á, thì mình trồng dưa hấu nó mới ngọt. Còn ở Mỹ thì hơi lạnh, trồng dưa hấu cũng khó lắm. Chưa bao giờ mình trồng thử, hôm nay năm này mình có ươm mấy cây mình trồng thử đó mà trễ quá không biết có ra trái không. Mấy thỏ ăn thì ngon, ngon lành quá ha. Ăn cả vỏ luôn. Chúng kiếm gặm. Nhìn ăn thấy thấy mê quá ha. Đó 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 đó. Giật xuống. Ăn cái khác, cho ăn thử cái hoa hồng nè. Nè, cái hoa nè có ăn không? Ăn luôn các bạn. Đó. Chị thỏ mẹ nhà mình ăn cái hoa hồng màu vàng nè. Hoa rất là thỏ rất là thích đó các bạn. Hoa hồng cũng ăn luôn. Chưa? Dễ thương ha. Rồi, tiếp tục cho ăn gì đây? Đây, cho ăn hai cái hoa. Hoa này là hoa gì ha? À, rau tầng ô. Từ từ thôi, xếp vô trong. Rau tầng ô đó các bạn. Đó, 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 tham ăn quá. Ăn gì mà nhanh vậy? Ăn hoa người ta ăn nhẹ nhàng thôi. Ăn gì mà giật mạnh quá vậy nè. Rồi, kế tiếp là rau tầng ô. Nè, cho ăn rau tầng ô nè. Mê mê những cái loại rau mà có mùi mạnh lắm các bạn. Rau thơm, rau tầng ô. Rồi, hết rồi, hết rồi. Thỏ mẹ hết phần rồi.
Đó, lấy gì mà ăn nữa. Hư quá đi thỏ bông ơi. Thỏ bông hết ăn rồi, hết đồ ăn rồi. Để xem có gì nữa không. Đây, có mấy trái dâu đây. Nè, cho ăn dâu nè, ăn thử rau răm nè. Rau răm có ăn không? Rau răm cũng ăn luôn các bạn thấy không? Mùi rau răm nó thơm quá. Đây, có cọng rau răm cho ăn luôn nè. Nè, rau má nè. Rau má cũng ăn luôn. Rồi, còn gì nữa? Đây, hai cái lá bồ công anh nè, ăn luôn. Đó. Hello, có củ cà rốt. Trời. Hey, thỏ bông hư quá chưa. Thấy củ cà rốt là giật liền. Nè, cho thỏ mẹ nè. Cho thỏ đen nè. Dành. Nè. Ham ăn lắm. Gặm nghe sướng tai ha. Đừng có giật. Đó. Đó. Cầm cho ăn không chịu đâu, giật luôn. Nè, tặng cho thỏ mẹ nè. Tặng cho thỏ bông nè, đó. Miếng dưa hấu đó, ăn đi. Gặm thấy ghét chưa? Nàng thỏ mẹ kìa. Ôm được củ cà rốt vô trong này gặm nè. Thấy mẹ kia. Cái mặt thì dính toàn là màu cà rốt. Mấy thỏ quá dễ thương các bạn ha. Đó, mấy ngày qua thỏ đen ra đây. Ra đó ăn. Mấy ngày qua mình không quay thỏ cho các bạn xem. Các bạn gửi thư nói nhớ thỏ quá cô ơi, quay thỏ đi. Đó, hôm nay quay thỏ cho các bạn và các em nhỏ xem nha. Chạy ra đây. Đó. Nè. Thỏ bông. Dâu tay nè. Nè, nghe mùi dâu tay nè. Ra đây. Đó. Ăn luôn các bạn. Đây. Thỏ mẹ ơi. Thỏ mẹ. Cho thỏ mẹ nè. Cho thỏ mẹ ăn dâu nè. Đó. Đã chưa? Được ăn ngon quá mà. Thỏ mẹ ăn tiếp đi. Nga sao giống buồn ngủ hết sức rồi. Rồi, mình đã cho thỏ ăn rồi đó. Rồi còn mấy miếng thức ăn ở đây, bỏ vô chuồng cho thỏ ăn hết luôn đi. Nè. Rồi. Ba chú thỏ, hai chú thỏ, một cô thỏ. Ăn đi nha, tạm biệt. Đi vô nhà đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.